Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới, An Nguyên, với một tập truyện ngắn có tựa đề Ác Nghiệp Phanh Thây. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Thi nhìn chằm chằm vào từng mảnh thi thể của Khánh, người mà cô đã từng rất mực thương yêu. Rồi đột nhiên, cô chớp mắt một cái. Một con chó từ đâu chạy tới, gặm lấy cái đầu của Khánh mà tha đi. Thi khẽ khóc, không biết là nước mắt hạnh phúc hay vẫn còn tự thấy đau thương. Cô ôm chặt lấy hai đứa bé con nhỏ xíu còn chưa thành hình ở trong tay. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Thi mỉm cười, một nụ cười chua chát. Cô tự hỏi đã bao lâu rồi cô mới tìm lại được cho mình những giây phút bình yên ít ỏi này. Cô sai rồi, sai thật rồi. Sai từ cái lúc mà cô tin vào những lời hứa hẹn đầy mật ngọt của gã trai đốn mạc đó, để rồi kéo theo cả một chuỗi bi kịch cho cuộc đời cô sau này. Thì khẽ nhắm mắt lại, từng dòng ký ức như một thước phim chiếu chậm đang chạy qua trong đầu cô. Về cái ngày đầu tiên gặp Khánh, khi cô vừa tròn 16. Khánh nộp bài tập đi, bữa nay là hạn cuối rồi, thì không có xin cô gia hạn thêm thời gian được đâu. Các bọn con trai đang cười đùa thì bỗng dưng im bặt. Khánh lục lọi cặp sách tìm quyển vở bài tập, rồi quay sang nhìn Thi, nháy mắt. Rồi rồi, bài tập đây nè, cô lớp trưởng của tôi. Bọn con trai cười ồ lên, vỗ vai Khánh bùm bớp mà trêu ghẹo. Tao có nghe lộn không vậy tụi bay? Thằng Khánh nó mới nói gì? Cô lớp trưởng của tôi hả? Lớp trưởng lớp mình mà thành của riêng của nó hồi nào vậy? Muốn đánh dấu chủ quyền hả mày? Mà hỏi kiến Thi chưa? Thi giật mạnh cuốn sổ trên tay Khánh rồi đi nhanh ra ngoài, mặc cho tụi bạn trong lớp vẫn đang gán ghép chọc ghẹo mình. Khánh chửi lũ bạn mấy câu rồi vừa chạy vừa gọi Thi. Thi ơi, đợi Khánh với. Thi nghe Khánh gọi chứ, nhưng cô không dám quay lại vì sợ Khánh thấy hai má của mình đang đỏ ửng lên. Không biết vô tình hay cố ý mà khi nghe Khánh gọi, bước chân của Thi cũng dần chậm lại như đang chờ đợi. Khánh vừa đuổi kịp, đưa tay ôm lấy chồng vở bài tập từ tay Thi, rồi khẽ trách. Tôi gọi Thi quá trời, Thi không nghe sao mà chạy lẹ vậy? Làm tôi đuổi theo muốn chết rồi. Khánh đuổi theo tôi làm chi? Sao mới lại chơi với mấy thằng bạn trời đánh của Khánh kìa? Khánh cười, nghiêng đầu xuống gần sát mặt Thi, làm cô giật mình đứng sững lại. Thi giận hả? Tụi nó chọc vậy thôi chứ không có ý gì đâu, đừng có để ý nha. Ai mà dám giận hờn gì mấy ông? Nhưng mà tụi nó nói cũng có ý đúng á Thi. Hả? Nó khùng nó điên gì vậy? Khánh quay người đứng chắn trước mặt, nhìn thẳng vào mắt Thi, thái độ vô cùng nghiêm túc. Thằng Minh nó nói rồi đó, là tôi muốn đánh dấu chủ quyền thiệt chứ bộ. Cái gì mà tự nhiên nghiêm túc vậy? Khánh làm tôi sợ đó nha. Khánh nói thiệt, không có giận đâu. Từ nay Thi của riêng Khánh thôi được không? Khánh thích Thi lâu lắm rồi, mà ngại vì Thi làm lớp trưởng, sợ không có xứng với Thi. Nhưng mà Khánh sợ mất Thi vào tay người khác hơn, cho nên bữa nay mới can đảm tỏ tình nè. Thi, cho Khánh cơ hội chăm sóc Thi nha. Thi đỏ mặt nhìn Khánh, rồi chớp chớp mắt gật đầu. Thi cũng thích Khánh lâu rồi, từ cái hồi Khánh mới theo gia đình chuyển từ trên tỉnh xuống trường làng học cùng lớp với Thi.
Hồi mới chuyển về, con gái trong trường đứa nào cũng mê Khánh như điếu đổ. Dĩ nhiên trong đó có cả Thi. Với cái trường làng chỗ Thi, toàn mấy thằng con trai đen nhem nhẽm, quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù. Khánh như là một chàng thiên sứ từ trên trời rơi xuống, với làn da trắng như trứng gà bóc, quần áo lúc nào cũng tươm tất, tóc tai gọn gàng, mùi dầu thơm nức mũi. Ngày đó tụi con gái mê Khánh bao nhiêu thì cậu bị tụi con trai ghét bấy nhiêu. Tụi mày nhìn Khánh đi, con trai gì mà trắng bóc, tao bảo đảm cái thằng đó 100% bê đê luôn. Ủa thiệt mày? Thiệt chứ sao không? Mày nhìn nó kìa, có thằng con trai nào mà ẻo lả, trời lúc nào cũng xịt dầu thơm thơm phức vậy không? Đúng đó. Mà tụi con gái nó mê lắm, tao cua con làng mấy năm không đổ, mà vợ nhỏ viết thư tỏ tình thằng Khánh rồi nhờ tao gửi giùm nè. Tụi bay coi tức không? Nói là nói vậy thôi, chứ tụi con trai cũng hay lân la nói chuyện với Khánh. Thứ nhất là để hỏi về cuộc sống ngày xưa của Khánh ở trên tỉnh, để Khánh kể cho tụi nó nghe mấy thứ mà ở dưới quê chỉ nghe thấy tên, chứ chưa đứa nào được thấy tận mắt. Còn thứ đặc biệt là đi với Khánh sẽ được tụi con gái để ý hơn. Người ta nhìn Khánh thì cũng tiện mắt liếc qua tụi nó một chút. Ngày ấy Thi cũng là lớp trưởng. Khánh chuyển đến giữa học kỳ, nên giáo viên xếp cho cậu ngồi cạnh cô, để cô tiện hướng dẫn bài tập, giúp Khánh theo kịp các bạn. Thi thích Khánh lắm, vì cậu lúc nào cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng rất quan tâm cô. Khánh hay mang cho Thi vài chiếc kẹo nhỏ, theo lời Khánh là để cảm ơn Thi đã giúp cậu tiến bộ hơn trong học tập. Thời gian cứ thế mà trôi. Từ cái ngày Thi đồng ý lời tỏ tình của Khánh, đến nay thì cả hai quen nhau được hơn một năm. Ngày biết Thi và Khánh hẹn hò, rất nhiều người dù tức anh ách trong lòng, nhưng cũng phải ngậm ngùi chép miệng bỏ qua, vì cả hai quá xứng đôi. Thi càng lớn càng trở nên xinh đẹp dịu dàng, cùng với đống thành tích cao ngất ngưỡng, khiến cho ai nhìn vào cũng trầm trồ. Còn Khánh từ xưa đến nay vẫn giữ vẻ hào hoa phong nhã ấy, dù thành tích học tập của anh không thể nào sánh được với Thi, nhưng cũng xem như là có thể nắm chắc được một vài trường đại học ở trên thành phố. Hiện tại tôi chỉ mới lên 12, nhưng Thi đã phải rất bận rộn cho những sắp đề cương ôn thi đại học chất đóng. Mục tiêu của cô là vào được khoa báo chí của Đại học Xã hội Nhân văn. Thi đang ngồi ôn bài cùng mấy người bạn thì điện thoại reo vang, là Khánh gọi đến. Em nghe nè. Ở đầu dây bên kia là giọng Khánh thều thào. Em đang đâu đó? Em đang ở thư viện ôn bài với tụi My với Loan. Anh sao vậy? Sao nghe giọng anh lạ vậy? Anh đang sốt. Mà ba mẹ đi công tác hết rồi, vợ nhà có mình à. Ý, anh ăn gì chưa? Anh đợi đó nghe, em đi mua cháo với thuốc rồi em qua liền. Em qua với anh chút, anh đang mệt lắm. Rồi rồi, em qua liền, ráng đợi em nghe. Thì vội vàng vơ hết đống sách vở vào túi rồi chạy đi ngay, chỉ để lại cho tụi bạn một câu là có việc. Đến cổng nhà Khánh, Thi vừa bấm chuông đã nghe thấy tiếng mở cửa của Khánh như đợi sẵn. Thi ngó thấy mặt Khánh đỏ gay thì hoảng hốt, đưa tay sờ lên trán rồi kêu lên thảng thốt. Trời ơi, sao nóng dữ vậy? Anh sốt từ hồi nào mà giờ này mới kêu em vậy? Từ hồi khuya mà không gọi sợ em lo. Anh tưởng ngủ dậy là nó hết, ai dè sáng nay nó còn mệt hơn nữa. Anh nằm mê man một chập rồi mới tỉnh dậy gọi em á. Thôi, vô nhà trước đi. Thì dìu Khánh vào phòng, đỡ cậu lên giường, rồi vội đi lấy cháo đút cho cậu từng muỗng. Sau khi Khánh ăn cháo và uống thuốc xong, thì ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Khánh, giọng thủ thỉ. Anh nằm đây nghe, em đi lấy nước ấm lên đắp khăn rồi lau người cho. Sốt vừa nóng vừa lạnh, mồ hôi ra người trích trịch nè.
thì vắt nhẹ cái khăn nhỏ đắp lên trán Khánh, còn một cái thì cô nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho anh. Khánh cựa người, đưa tay cởi nhẹ chiếc nút trên áo sơ mi, làm lộ ra bộ ngực săn chắc đang nóng hầm hập. Thì hơi giật mình sững lại. Cô lắp bắp nhìn Khánh đang cởi hết nút này tới nút khác. Anh làm gì vậy? Thì em nói lau người, anh cởi ra cho nó đỡ dưng. Thấy sắc mặt của Thi đột nhiên còn đỏ hơn cả mình, Khánh bật cười, rồi nắm lấy tay Thi kéo xuống. Thi bất ngờ không phản ứng kịp, đổ người lên cơ thể đang nóng như lửa của Khánh. Tim Thi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Sao mặt em đỏ vậy? Đỏ còn hơn cái mặt người đang sốt như anh luôn á. Thi toàn rút tay về, nhưng Khánh đã kịp vòng cả hai tay, ôm chặt lấy eo, không cho cô cựa quậy. Anh thả em ra đi. Tự nhiên sao bữa nay mắc cỡ vậy? Có phải lần đầu mình ôm nhau đâu. Nhưng mà cái tư thế này. Không đợi Thi nói thêm, Khánh đã ghì cô xuống mà hôn ngấu nghiến. Thi chống cự yếu ớt, rồi cũng mau chóng xuôi theo. Đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn đến sắp nghẹt thở, thì chợt thấy tay Khánh lần mò ở phía sau áo mình. Rồi cô hốt hoảng khi phát hiện ra cái móc cài của chiếc áo lót vừa bị Khánh cởi ra. Đừng anh ơi, em sợ lắm. Thì kéo tay Khánh ra, nhưng anh lắc đầu. Khánh nhìn Thi bằng cặp mắt sâu thẳm, ôm chầm lấy cô. Không sao đâu, em đừng sợ, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng, không có đau đâu. Không được đâu, em với anh còn chưa 18 tuổi, lỡ như... Em phải tin anh, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trước sau gì em cũng khả cho anh mà, sớm muộn gì em cũng thuộc về anh. Cho anh sớm một chút thì đã sao chứ. Nhưng mà... Không để Thi nói thêm lời nào nữa, Khánh đè vật cô xuống, hôn lấy hôn để lên môi cô, lên cổ cô. Tay cậu nhẹ nhàng cởi phăng áo Thi ra, cho lần mò khắp cơ thể. Thi sợ lắm, nhưng cô lại thấy phấn khích và rạo rực nhiều hơn. Cái cảm giác này lần đầu tiên cô được nếm trải, nó lấn át hết mọi lo sợ và sự xấu hổ trong cô. Thì đắm mình trong khoái lạc, cơ thể cứng đờ cũng dần được giải phóng mà uốn éo, mà siết lấy người Khánh. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng thở hồng hộc của đôi trẻ đang nếm phải một trái cấm chết người. Khánh đang ngồi cà phê với tụi bạn thân thì chuông điện thoại reo vang inh ỏi. Nhìn tên người gọi, Khánh cười cười bắt máy. Nghe nè bác. Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy Khánh đứng phắt dậy, gương mặt thẳng thốt. Cái gì? Em nói sao? Em có nhầm lẫn gì không chứ sao mà dính được? Rồi rồi, em bỏ đó đi, anh chạy qua liền. Thấy mặt Khánh có vẻ nghiêm trọng, tụi bạn liền dồn dập hỏi. Cái gì ạ? Nhà mày có chuyện gì hả Khánh? Khánh cầm điếu thuốc rít một hơi, miệng lẩm bẩm chửi thề. Mẹ nó chứ, mới chơi có một lần mới dính bầu rồi. Tụi bạn nhún vai nhìn nhau, gương mặt dần giãn ra, như thể đây là một chuyện gì đó quen lắm rồi. Lần này là con nào? Con Thi. Gì? Con Thi lớp trưởng lớp mày hả? Bí thư đoàn trưởng á hả? Thằng Cường vừa ngồi bật dậy thì thằng Hùng đã kéo phịch xuống. Thì nó đó, thằng Khánh nó nhiều con thiệt, nhưng mà chỉ có con tên Thi thôi mà. Cái thằng này ghê thiệt. Con nhỏ tao tưởng gái ngoan không đó, vậy mà cũng bị ăn hả? Khánh cười nhếch môi. Đó giờ làm gì có chuyện mà thằng Khánh này muốn mà không được. Ủa mà Khánh, cái hồi lớp 11 á,
tụi tao thách mày cua con Thi chơi chơi thôi. Sao quen nó thiệt tới giờ vậy? Chứ còn quen công khai nữa chứ. Khánh vẫn phì phèo điếu thuốc, tay bấm điện thoại liên hồi để kịp trả lời tin nhắn của những em khác. Hắn cười cười, lướt qua mấy thằng bạn. Ngày xưa tôi thích nó thiệt, nên tôi công khai. Mà giờ ăn được rồi cũng hơi chán. Nè, chán quá cho anh em hưởng kén miếng rồi. Tao thấy con nhỏ nó ngon. Tao là tao thích gái ngoan giống nó, không sợ bị sida. Dính bầu mẹ rồi kìa. Thằng nào ngon thì vô hưởng hộ tao phát. Ừ, rồi giờ mày tính sao? Mày nghĩ nó chịu phá không? Nè, nó chưa 18 nghe. Lạng quạng nó bế mày đi bốc lịch đó. Không chịu thì buộc chịu. Mày còn non lắm. Cái con này chỉ cần ngon ngọt, hứa hẹn một chút là im thôi. Phá xong chắc tao chơi thêm thời gian. Chứ nó còn ngon lắm. Mức mực à. Tụi mày không biết chơi gái tơ nó sướng thế nào đâu. Cả bọn nhìn nhau phá lên cười. Không thể tin được những cái câu ghê tởm như vậy lại được thốt ra từ miệng của những thằng nhóc chưa đầy 18 tuổi, còn đang khoác trên mình bộ đồng phục nhà trường. Thì ở phòng trọ, đi ra đi vào không yên vì Khánh mãi chưa tới. Cô đâu biết hắn ta đang cùng lũ bạn khốn nạn đem cô ra làm trò mua vui để mà kể cho nhau nghe. Từ ngày cô và hắn xảy ra quan hệ, cô luôn trong trạng thái lo lắng mà không thể nào tập trung cho việc học được. Cô không trách mình dễ dãi vì cô vốn yêu Khánh rất nhiều, và cô cũng tin vào tình yêu mà Khánh dành cho cô suốt thời gian qua. Cô chỉ trách sao cả hai lại bất cẩn đến như vậy, không dùng biện pháp, để rồi giờ đây phải đối mặt với hậu quả như thế này. Tiếng xe máy quen thuộc rẽ vào làm Thi đứng phắt dậy chạy ra. Khánh dừng xe, cởi cái nón bảo hiểm ra, cho mỉm cười nắm lấy tay Thi kéo vào trong phòng. Thi vội chốt chặt cửa, kéo luôn cái rèm lại, cho ngồi xuống giường cạnh Khánh. Giọng cô hốt hoảng. Anh ơi, bây giờ phải làm sao đây? Em sợ quá. Em bình tĩnh đã. Em có chắc là mình có bầu không? Em chắc mà. Từ cái bữa đó tới nay là cả tháng rồi, em chưa có kỳ. Mấy nay em hay buồn ngủ với mệt mỏi trong người nữa. Lúc đầu là em tưởng cơ thể bị suy nhược gì đó thôi, nhưng mà ba bữa nay em cứ mắc ói hoài. Thấy nghị định em mua que về thử. Anh coi đi, hai que, que nào cũng hai vạch đỏ chót hả? Vừa nói thì vừa đưa hai cái que thử chúi vào tay Khánh. Hắn ta cầm lên chỉ nhìn lướt qua, rồi chợt thở dài một tiếng. Thấy người yêu im lặng một lúc mà chẳng nói gì, thì cuốn hết cả lên, lầy lầy Khánh. Bây giờ làm sao đây anh? Em có muốn sinh đứa nhỏ này ra hay không? Thi trợn mắt nhìn Khánh. Lần này đến lượt cô im lặng hồi lâu, rồi mới lắp bắp. Em không biết nữa. Em đang rối lắm. Khánh nhoài người tới ôm lấy Thi, vỗ vỗ vai cô. Anh thương con của mình lắm chứ. Nhưng mà anh thương em hơn. Anh chỉ sợ tương lai của em sẽ kết thúc khi em sinh đứa bé ra. Anh sợ em bị mọi người dè biểu khinh khi. Anh sợ cha mẹ em già yếu mà biết được tin này chắc là sốc lắm. Không biết hai bác có chịu nổi hay không. Rồi chuyện đến tai mọi người thì cha mẹ em phải đối mặt với bà con làng xóm như thế nào? Thì òa lên khóc nức nở. Nhà cô ở tích dưới thôn, vì không có trường cấp 3 nên cô phải lên tận trên tỉnh để học. Cô thương cha mẹ lắm. Cô biết mình chính là tương lai của cha mẹ. Chuyện gì xảy ra với cô cũng được, cô sẽ một mình chịu đựng. Làm ơn đừng khiến cho cha mẹ cô phải đau lòng. Mình bỏ đứa bé nghe anh. Khánh siết lấy đôi bờ vai gầy nhôm của Thi, người hắn ta rung lên. Cứ ngỡ là khóc thương, nhưng thật ra là đang cười đầy thỏa mãn. Thật hay cho Khánh, từ đầu đến cuối chỉ toàn là những lời an ủi yêu thương.
nhưng từng câu từng chữ như dồn thi vào chỗ chết, buộc cô phải chính miệng mình thốt ra câu bỏ con đầy nghiệt ngã. Vậy là sau này, dù có xảy ra chuyện gì, thì hắn cũng không bị mang tiếng là bắt ép người khác phá thai. Thật hay cho cái cách hắn ta gieo vào đầu những cô gái tội nghiệp những lời hứa hẹn yêu thương, rồi sau lưng lại mang họ ra làm trò mua vui, mà khinh thường, mà hạ nhục. Thoát cái đã 5 năm trôi qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thi và Khánh đều tìm được cho mình một công việc ổn định trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Cả hai cũng đã dọn về sống chung trong một chung cư cũ. Sống với nhau như vợ chồng là vậy, nhưng suốt ngần ấy năm, Khánh chưa từng đề cập đến việc sẽ cưới Thi. Mỗi lần Thi nhắc đến chuyện cưới xin, Khánh đều lờ đi, tìm chủ đề khác để nói, hoặc tệ hơn là hắn ta sẽ nổi giận rồi bỏ đi cả đêm. Thì đâu hề biết hắn làm gì còn yêu cô đâu mà cưới hỏi. Thì đâu hề biết suốt ngần ấy năm, hắn chỉ xem cô như một món đồ chơi tình dục, xem cô như một con ở hầu hạ hắn mỗi ngày. Thì càng không biết Khánh đang cặp kè với một cô ả trong quán karaoke mà hắn gặp trong một lần đi chơi cùng đám bạn. Kim khuấy khuấy ly trà sữa rồi chống cằm nhìn Thi. Mày giống Khánh quen nhau lâu vậy rồi mà chưa tính tới chuyện cưới hỏi gì hả? Chưa mày ơi, mỗi lần tao nhắc là ông cọc với tao à. Mày coi lại đi, chứ tao thấy như vậy không có ổn đâu. Đàn ông con trai gì mà quen con gái người ta 7-8 năm trời mà không chịu cưới, có khi cặp kè với con khác bên ngoài cũng chừng. Thôi mày đừng có nghĩ vậy quan tội nghiệp ổng. Chắc tại ổng chưa có gom đủ tiền nên mỗi lần tao nhắc cái ổng tự ái ổng cọc vậy á. Ôi mày u mê quá lú lẫn rồi. Nó đi làm tháng hơn 10 triệu, tiền sinh hoạt phí thì mày lo hết, nó không có chi một đồng nữa. Vậy rồi 5 năm qua nó chưa đủ tiền thì tiền nó để đâu hết? Tao thấy một là nó đi nuôi con khác, hai là nó không muốn cưới mày, nó chỉ lợi dụng mày thôi. Thì thở dài một hơi rồi quay qua cốc đầu Kim một cái. Mày á, sao cái tâm tốt mà hay nghĩ xấu cho người ta quá à. Trời, mày với ông Toàn sao rồi? Chừng nào có em bé cho tao bồng đây. Ôi tao cũng đang cố lắm, mà mấy năm rồi cái bụng cứ im re hả. Tao đầu hết sức đây nè. Thôi đừng có buồn, con cái là lộc trời cho, có duyên từ từ em bé cũng tới à. À, tao cũng mong vậy. Mà cuối tuần này bên đoàn tao phát cơm từ thiện ở bên cổng bệnh viện tỉnh á, mày qua mày phụ chung không? Tuần này tao với anh Khánh tính về quê rồi, thôi để tuần sau tao qua phụ nha. Công nhận có hiếu với trai ghê. Thì kẹp lấy cổ Kim, kéo xuống cốc đầu thêm một cái nữa, rồi cả hai cùng òa lên cười. Kim là cô bạn thân nhất của Thi. Cả hai đậu phỏng vấn vào công ty cùng một ngày cho nên thân nhau lắm. Kim là cô gái tốt nhất từ trước tới giờ mà Thi từng gặp. Ngoài giờ làm trên công ty, Kim còn điều hành cả một nhóm từ thiện chuyên quyên góp giúp đỡ những bà con khó khăn, cũng như tháng nào cũng đều đặn phát cơm từ thiện vào 4 ngày chủ nhật. Thi nể Kim lắm, cũng rất ngưỡng mộ cuộc sống của Kim. Vì trái ngược với Thi, tuy Thi và Khánh đã quen nhau từ thời học sinh, nhưng Kim và Toàn đã có cho mình một đám cưới trong mơ. Còn với Thi thì điều ấy là chuyện gì đó xa vời lắm. Mấy hôm nay Thi cứ thấy bụng dạ khó chịu, ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon. Rồi Thi chợt giật mình nhận ra cái gì đó, liền đứng phắt dậy, chạy đến tờ lịch để bàn ở trên tủ đầu giường. Bất giác cô mỉm cười, trên mặt hiện lên nét rạng rỡ mà lâu rồi mới thấy. Thì lấy điện thoại ra, bấm gọi cho số đứng đầu danh bạ là anh, thêm một cái hình trái tim đỏ chót.
Anh hả? Anh về chưa? Chưa, bữa nay anh còn phải tiếp khách. Nè, uống tiếp đi anh, uống với em đi mà. Thì sững người khi nghe cái giọng lè nhẹ của một cô gái lạ ở phía đầu dây bên kia. Cô run run hỏi: Anh đang đâu vậy? Anh đang đi với ai hả? Đang dắt mấy sếp đi gặp khách hàng. Mà nè, hỏi ít thôi, tối này tôi về trễ, không cần đợi cửa đâu. Khoan đã, anh đừng có tắt máy. Bữa nay về bọn tí được không anh? Em có chuyện quan trọng á. Chuyện gì thì nói luôn đi, đừng có búp mở mở nữa. Hình như là em có thai rồi. Cái gì? Không phải cô vẫn uống thuốc đều đặn hay sao? Làm sao mà có được? Thật đó anh, mấy nay mang cái gì cũng không ngon. Coi lại lịch thì em trễ hơn nửa tháng rồi. Vậy mua que thử chưa? Em chưa. Định gọi nhờ anh khi nào về thì mua giùm em nè. Em hơi mệt trong người không có đi được á. Lắm chuyện quá. Thôi ngày mai tôi dắt đi khám. Đừng có gọi tôi nữa, lỡ hết cả việc của người ta. Không đợi thì nói thêm gì, Khánh đã vội tắt máy. Hắn ta ngồi phịch xuống ghế, đưa tay tắt hết nhạc. Căn phòng karaoke đang sập sình thì trở nên im bặt. Cô gái kia lả lơi ngồi xuống bên cạnh Khánh, đưa tay luồn vào áo, vuốt ve bộ ngực săn chắc của anh ta, rồi thì thào bên tai: Sao vậy? Đứa nào làm anh yêu của em bực mình vậy? Anh nói đi, em xé xác nó ra. Khánh bật hộp quẹt chăm điếu thuốc, ngửa cổ phả khói lên phì phèo. Con Thi nó có bầu rồi. Cái gì? Mẹ nó, anh đã bắt nó phải uống thuốc đều đặn rồi, không biết tại sao vẫn dính. Chứ anh không dùng bao hả? Khánh quay sang nâng lấy cầm hoa, cười nhếch môi một cái. Cưng hiểu anh mà, xài bao đâu có cảm giác chân thật chứ. Rồi giờ sao? Anh định cưới nó hay gì? Anh hứa là bỏ nó, mà em thấy anh có làm đâu. Anh thấy còn xài được. Dù gì sinh hoạt phí trong nhà đều dùng tiền của nó chi trả mà. Nhờ vậy mới có tiền lo cho cưng đó. Hoa nghe vậy thì quay sang, tay lần mò cởi cúc áo sơ mi của Khánh, mặt úp vào cổ hắn mà hôn hít. Nhưng mà anh mau dứt khoát với nó đi, em không thích chia sẻ người đàn ông của em với ai đâu. Em khỏi lo, anh có kế hoạch rồi. Lần này anh không những bỏ được nó, mà còn gom về một đống hợi cho cục cưng tha hồ mua sắm nữa. Nói rồi hắn dúi điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang lật người cô ả đè xuống ghế. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau cả đêm, bỏ mặc Thi ở nhà đang khóc nghẹn và chìm mình trong tủi thân uất ức. Sáng hôm sau, Khánh về nhà với bịch phở nóng hổi. Hắn đổ phở ra tô, lại còn pha sẵn cho Thi một ly sữa nóng. Thi vẫn còn ngủ mê man vì thức cả đêm đợi Khánh. Đột nhiên cô cảm thấy có hơi thở phà vào gáy mình. Quay người lại phía sau, cô thấy Khánh đã nằm đó từ bao giờ. Anh về hồi nào? Khánh đưa tay bén mấy sợi tóc đang rủ rượi trên mặt Thi, rồi vuốt ve lấy đôi môi căng bóng mềm mại của cô. Anh về lúc nãy, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Hôm nay Khánh đột nhiên dịu dàng với mình quá, Thi cũng thấy lạ. Nhưng hơn hết cô lại thấy vui trong lòng. Cô nghĩ vì hay tin cô có thai nên Khánh thay đổi. Bao nhiêu tuổi thân uất ức bấy nhiêu năm qua đều tan biến đi hết. Thì nắm lấy tay Khánh, ân cần hỏi: Anh ăn gì chưa? Đi đâu mà cả đêm không về? Hôm qua đi ký hợp đồng với đối tác, sai quá nên ngủ lại khách sạn luôn, chứ chạy xe về nguy hiểm. Vậy đã ký được hợp đồng cho anh? Được chứ. Lần này hợp đồng lớn đó nghe. Vì lần này lập được công lớn nên tối nay có tiệc chúc mừng, toàn là lãnh đạo cấp cao thôi. Anh muốn dẫn em theo để giới thiệu với mọi người.
Thi như không tin vào tai mình, liền ngồi bật dậy. Anh nói thật hả? Khánh cũng ngồi dậy, nắm lấy tay Thi. Thật chứ. Nhưng mà đó giờ anh đâu có thích em liên quan hay dính líu gì tới chuyện công việc của anh. Ngày xưa anh không công khai là vì anh sợ mất em thôi. Còn bây giờ em sắp làm vợ của anh rồi, phải giới thiệu em với mọi người chứ. Mắt Thi đột nhiên đỏ ửng, sống mũi cô cay xè. Cuối cùng thì cái ngày mà cô mong đợi cũng đã đến. Cô có cần cái gì lớn lao đâu, không cần một buổi cầu hôn hoành tráng, không cần nhẫn kim cương mắc tiền, chỉ cần một câu này của Khánh thôi đã khiến cho cô hạnh phúc đến chết đi. Cảm xúc gần như vỡ òa, Thi liền bật khóc rất nở. Khánh ôm trọn lấy cô vào lòng mà vỗ về. Thi cứ vậy mà rơi nước mắt trong hạnh phúc. Nhưng đâu ngờ rằng những giọt nước mắt này cô nên để dành để khóc thương cho bản thân mình và đứa bé trong bụng thì hơn. Đứa con bé nhỏ đang thành hình của cô và hắn. Thi khoác lên mình chiếc váy hai dây đen hở lưng, khoe ra làn da không tì vết, cùng với bầu ngực trắng nõn căng tròn lấp ló sau chiếc cổ áo khoét thật sâu. Khánh từ phía sau tiến đến ôm lấy eo, úp mặt vào cổ cô mà hít hà. Hôm nay em đẹp lắm. Váy như thế này có hở quá không anh? Em không quen mặc mấy cái loại kiểu này lắm. Không sao, anh đảm bảo hôm nay em sẽ là người đẹp nhất bữa tiệc. Chắc sẽ có cả đống người phải ganh tị danh đó. Mà em cứ thấy kỳ kỳ sao á, vừa ngắn vừa hở quá trời. Không sao đâu mà, em không muốn làm anh hãnh diện với mọi người sao? Được rồi được rồi, tại em thấy có chút không quen thôi. Chiếc taxi dừng trước một khách sạn sang trọng. Khánh dẫn Thi vào một phòng VIP hạng sang, có view ngắm trọn thành phố về đêm. Thi nhìn lướt sang một lượt những người đang ngồi trên cái sofa giữa phòng. Có bốn người đàn ông và một cô gái trẻ. Thi có chút bất ngờ vì Khánh nói với cô là tiệc công ty, nên cô tưởng phải đông người lắm. Khánh dắt Thi đến rồi bắt tay giới thiệu lần lượt từng người với Thi. Đây là anh Nhất, anh Đông, anh Nam, anh Thanh. Dạ, còn đây là Thi ạ. Người đàn ông được giới thiệu tên là Nhất đứng lên chìa tay ra với Thi. Cô cũng lịch sự đưa tay ra bắt. Anh nghe Khánh nhắc về em rồi, đúng là mỹ nhân đó. Ông ta vừa nói vừa vuốt vuốt tay Thi, làm cô hoảng sợ vội rụt tay lại. Rồi như sợ làm phật ý sếp của người yêu, Thi cười mà trả lời. Anh dạ, lần đầu được gặp các anh, em rất lấy làm vinh dự. Khánh đỡ Thi ngồi xuống. Chợt cô gái trẻ kia đẩy về phía Khánh và Thi hai ly rượu, nháy mắt. Hai người tới trễ đó, phạt uống hết ly này. Thi nhìn Khánh, ra chiều không muốn uống vì cô đang có thai. Nhưng Khánh có vẻ như không hiểu được ý tứ trong ánh mắt, cầm lấy một ly đưa cho cô. Uống đi em, rượu này ngọt mà nhẹ lắm, không có sao đâu. Thi nhìn tất thảy một lượt những người có mặt, thấy ai cũng đang hướng mắt về phía mình, thì liền đỡ lấy ly rượu từ tay Khánh, từ từ uống hết đi. Một ly, hai ly, rồi ba bốn ly. Bọn họ cứ thế mà rót, mà thi nhau uống. Tửu lượng của Thi kém lắm, nhưng không nỡ từ chối vì sợ mất lòng các sếp sẽ ảnh hưởng tới công việc của Khánh. Khánh đưa cho Thi thêm một ly, nháy mắt với cô. Hoa muốn mời một ly đó, em uống với cổ cho vui nha. Thi quay về phía Hoa thì thấy cô ta đang nâng ly rượu về phía mình. Em mời chị Thi một ly nha, lấy được người như anh Khánh em ganh tị với chị lắm đó. Đám cưới hai người nhớ gửi thiệp hồng cho em đó nha. Thi cúi mặt nhìn Khánh với hai má đỏ ửng, không biết vì xấu hổ hay là vì đã say. Khẽ cụm ly với Hoa rồi cô cũng cố gắng mà uống cạn. Ngồi thêm được chừng 10 phút thì đột nhiên Thi cảm thấy cơ thể của mình nóng ran, trào trực khác thường. Thi nắm lấy tay Khánh, khẽ thì thầm với anh.
Khánh à, hình như em sai rồi, anh chở em về nhà nha. Em thấy trong người như thế nào? Em thấy nóng, thấy lạ lắm, em không biết mình bị gì nữa. Em ngồi đây đợi anh đi, anh đi lấy nước cho em uống. Rồi Khánh bỏ ra ngoài thì cảm thấy cơ thể bức bối vô cùng, cả người nóng như lửa đốt, khiến cho cô chỉ muốn cởi phăng hết quần áo mà lao vào phòng tắm thôi. Rồi đột nhiên cô cảm thấy có một hơi thở nóng ấm phà thẳng vào ngực mình. Cô giật mình ngồi thẳng dậy. Là một trong số bốn người đàn ông kia mà cô không thể nhớ tên nổi. Ông ta đang úp thẳng mặt vào hai bầu ngực của cô mà hít lấy hít để. Thì cố đẩy ông ta ra một cách yếu ớt, tinh thần của cô có chút không tỉnh táo. Cô biết người đàn ông kia đang có ý xấu với mình, nhưng sao cô lại cảm thấy muốn để cho hắn ta tiếp tục hơn là dừng lại. Rồi thêm một gã khác đang vuốt ve liếm láp khuôn mặt đỏ hồng của cô. Một gã khác lại sờ soạn cặp đùi trắng nõn kia. Thì không chống cự được, cô thích cái cảm giác này quá. Nó làm cho cô cảm thấy thỏa mãn. Thì không còn là chính mình nữa rồi. Đầu óc cô đê mê với từng hành động của những gã đàn ông khốn nạn đó. Một tên bế bổng cô đặt lên giường, cởi phăng chiếc váy mỏng manh, làm lộ ra những đường cong mềm mại quyến rũ đến mê hồn. Thì bắt đầu hòa mình vào cuộc thác loạn. Cô không còn biết gì nữa, chỉ biết cơ thể mình đang cần được thỏa mãn, và cô đã chiều theo nó. Bốn gã đàn ông thay nhau hành hạ thân xác cô đến trả rời. Bọn chúng là những con thú hoang điên loạn, khi dùng hết trò này đến trò khác để hành hạ cô. Cơ thể của Thi đầy những vết trướng máu do dây nịch để lại. Nhờ đau đớn, cô cũng tỉnh táo lại được một phần. Nhận ra một kẻ lạ mặt đang cưỡi trên người mình, Thi bắt đầu giãy giụa phản kháng, nhưng hai tay cô đã bị trói chặt. Tỉnh rồi sao cô em? Im lặng để anh chơi thêm chút nữa, chưa có đủ sướng. Bốn tên cặn bã nhìn nhau rồi cười lên ha hả. Thì tủi hổ chảy nước mắt mà thét to: Anh Khánh à, cứu em, cứu em anh Khánh ơi. Một cái tát như trời giáng làm cho Thi đau đớn im bặt đi. Mày kêu cái gì? Là thằng Khánh nó dâng mày lên cho tụi tao chơi để đổi lấy cái hợp đồng làm ăn đó. Mày nghĩ nó có quay lại để cứu mày hay không? Một gã hôn lấy mắt cô, rồi đưa cái lưỡi dơ bẩn liếm lấy từng giọt nước mắt đang tuôn ào ạt hai bên má, rồi cười lên khả ố. Cưng ngoan mà phục vụ tụi anh chu đáo, tụi anh không để cưng thiệt thòi đâu. Thì cắn chặt môi, hút mạnh đầu về phía người đàn ông, làm cho hắn thét lên ầm trời: Con mẹ nó, con khốn nạn này, tao cho mày chết. Hắn ta điên tiết bịt chặt lấy mũi miệng Thi, rồi thúc mạnh từng hồi, như muốn xả hết sự tức giận lên cơ thể cô. Thi nghẹt thở giãy giụa kịch liệt, nhưng tay chân cô đã bị bọn chúng trói chặt. Thấy cô cứ la hét quẩy đạp, một tên khác liền lấy gối đè chặt lên mặt cô. Một lúc sau, cơ thể Thi đã mềm oặt, không còn cử động được nữa. Thằng Nam, hình như mày đè chết nó rồi. Người đàn ông tên Nam nghe vậy thì giật mình, nhấc cái gối lên thì thấy mặt cô đã tím ngắt. Hắn trùng trùng đưa tay lên mũi cô, rồi quay sang nhìn ba tên còn lại. Nó không thở nữa, nó chết rồi. Bọn khốn nạn sợ hãi đứng bật dậy khỏi giường, vơ vội lấy quần áo mặc vào, rồi đứng chết trân nhìn nhau. Tên Đông là người có vẻ bình tĩnh nhất, hắn vội vàng trấn an: Các ông bình tĩnh đi, bây giờ mình gọi thằng Khánh tới, cho nó một số tiền, rồi kêu nó xử lý cái xác. Dù sao nó cũng là người đưa con Thi đến đây, bây giờ ngồi chung thuyền cả, nó không dám bóc mang đâu. Mấy người còn lại nghe thấy cũng hợp lý,
liền hối thúc Đông gọi cho Khánh đến. Khánh hiện tại đang mây mưa cùng Hoa trong một căn phòng khác của khách sạn, chứ có xa xôi gì cho Cam. Nghe ông Đông gọi, Khánh vội chạy sang. Vừa vào cửa ngó qua, đã thấy cái xác của Thi tím tái, bị trói hai tay hai chân căng ra như hành hình. Khánh không mấy thương xót, chỉ thấy tiếc vì sao vụ này, hắn còn muốn Thi thay mình phục vụ thêm nhiều ông lớn khác để lấy hợp đồng về cho hắn. Khánh chép miệng vì không nghĩ những gã đàn ông đạo mạo kia lại có cái sở thích bệnh hoạn như thế này. Sau khi bàn bạc đưa ra một cái giá hợp lý, Khánh đồng ý giúp lũ khốn kia xử lý cái xác của Thi. Đợi bốn gã trút êm ra khỏi khách sạn, Khánh liền gọi cho Hoa để báo về việc Thi đã chết và kêu cô cùng sang phòng hắn xử lý cái xác của Thi. Hoa lúc đầu còn sợ hãi từ chối, nhưng khi nghe đến số tiền nhận được sau khi xử lý cái xác là một con số khổng lồ, á làm tay vịnh mấy đời cũng không kiếm được, thì đồng ý ngay. Sau khi bàn tính, Khánh sẽ ở lại dọn dẹp hiện trường, còn Hoa thì đi mua dao, cưa, bạc che và một chiếc vali cỡ lớn. Chúng quyết định phân xác của Thi để dễ dàng kéo vali và mang đi xử lý. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, Khánh cùng Hoa kéo cái vali có xác Thi đang được bọc sau một lớp bạc để tránh rỉ máu và bốc mùi trả phòng khách sạn. Để không ai tìm ra được xác của Thi, hắn quyết định chôn cô trong chính căn chung cư cũ mà mình đang thuê. Vì là chung cư kiểu cũ mà căn hộ của hắn lại ở tầng trệt, nên rất dễ dàng cho hắn hành động. Hắn thuê một số người đến đào một cái hầm to sau nhà bếp, nói dối là đào hầm chứa rượu. Người ta cũng có thắc mắc sao là chỉ thuê để đào mà không thuê bọn họ xây luôn hầm. Thì hắn chỉ nói là đã thuê được một bên thiết kế và thi công khác. Đâu có ai ngờ cái hầm mà họ đào là để phi tang thi thể người và chôn vùi một tội ác khủng khiếp. Từ ngày Thi chết, Hoa dọn qua sống luôn với Khánh ở bên chung cư. Cô ả biết Khánh chôn cái xác trong nhà chứ, nhưng cô ta không tin chuyện ma quỷ, nên ngày ngày vẫn cứ đi qua đi lại, dẫm đạp lên thân xác của Thi đang bị vùi dưới hàng chục tấc đất. Sau khi Thi chết, Khánh chỉ nói với bạn bè đồng nghiệp của Thi rằng cô đã về quê. Hắn còn lấy điện thoại của Thi trả lời hết tất cả các tin nhắn hỏi thăm, nên chẳng ai nghĩ tới việc Thi đã bị giết chết một cách tàn nhẫn. Hôm nay Khánh và Hoa trở về trong cơn say bí tỉ. Tới nửa đêm, Hoa giật mình tỉnh dậy vì rượu khiến cổ họng ả ta khát khô. Hoa mắt nhắm mắt mở lò dò bước ra phía căn bếp giữa ánh đèn ngủ tờ mờ. Bỗng nhiên cô ả vấp phải thứ gì đó thon dài chắn ngang lối đi. Cô ta chửi thề một tiếng, cố níu mắt lại nhìn xem đó là thứ gì. Hoa hốt hoảng như không tin vào những gì mình đang thấy. Ả dụi dụi mắt thì hỡi ơi, không thể nhầm đi đâu được. Một cánh tay trắng bợt với những cái móng đen thui cáu bẩn đang thò lên từ dưới sàn nhà. Hoa còn chưa kịp hét lên thì lại thêm một cánh tay nữa bới lớp đất gạch mà trồi lên. Hoa thét lên một tiếng thất thanh rồi bất giác lùi về phía sau vài bước. Chân tay ả lúc này như cọng bún thiêu trũ xuống. Hoa lết về phía sau một bước, hai cánh tay lạ lại tiến về phía trước một bước. Kỳ dị thay, chỉ có hai cánh tay xương xẩu chứ không thấy cơ thể của con ma kia đâu cả. Những cái móng sắc nhọn cào xuống nền gạch tạo ra tiếng ken két rợn người. Hoa như á khẩu, không kêu thêm được tiếng nào nữa, chỉ biết run rẩy cho đến khi hai cánh tay kia đang lao vút về phía mình thì cô ta mới hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Hoa nhắm mắt chấp nhận số phận,
cố gồng người để đón nhận cơn đau như xé ruột gan khi cô nghĩ sẽ bị thứ kinh dị gớm ghiếc kia cào cho nát mặt. Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây, Hoa vẫn chưa cảm thấy gì cả. Em làm cái gì mà ngồi đó vậy? Nghe giọng nói quen thuộc của Khánh, Hoa mới lấy hết can đảm, từ từ hé mắt ra. Thì căn nhà sáng choang, nền nhà nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu đào bới nào. Hoa đứng phắt dậy, chạy ngay về phía Khánh, ôm ghì lấy anh ta. Em mới gặp ma đó, cô ta, chắc chắn là cô ta hiện về rồi. Ma có cái gì chứ? Thật đó anh, em mới thấy hai cánh tay cô ta dài ngoằn, vừa đụng đất mà chui lên, nó còn muốn bóp chết em nữa. Nó đâu? Em chỉ anh xem coi. Nó ở... Hoa lắp bắp nhìn cái sàn nhà vẫn y tinh như cũ, không có chút dấu hiệu gì cho thấy có vật gì đó vừa từ dưới đất chui lên cả. Biết Khánh không tin mình nên Hoa im bặt không nói nữa. Em muốn cho cố vô rồi sai xỉn qua mắt thôi, chứ mà có gì đây? Thôi vô ngủ đi, nửa đêm nửa hôm la hét ầm ĩ. Nghe Khánh nói vậy, Hoa cũng ngờ vực. Không biết có phải thật sự là do mình chưa tỉnh rượu nên Hoa mắt nhìn nhầm hay không. Cô hoang mang lắm, nhưng cũng tự trấn an bản thân là không sao cả. Trên đời này làm gì có ma. Hoa vươn vai rướn người một cái. Giấc ngủ thật ngon đêm qua càng làm cho cô khẳng định tất cả đều do bia rượu làm cho cô trong gà hóa cuốc thôi. Nếu mà có ma thì đó chỉ là ma men. Từ ngày có được số tiền khổng lồ từ việc xử lý thi thể của Thi, Hoa và Khánh bỏ hết công việc, chỉ đắm mình vào những thú vui xa xỉ. Đêm thì tụ tập bay lắc, đua xe ăn chơi trác táng, mãi đến sáng mới vật vờ lết về phòng. Hôm nay Khánh đang đưa Hoa đi shopping. Trong lúc chờ cô ta thử hết cái váy này tới cái váy khác, thì Khánh buồn chán ngồi lướt điện thoại. Đột nhiên hắn ngồi thẳng dậy, cắm gầm mặt vào màn hình. Một bài viết với một người đăng ẩn danh trong hội hóng biến Sài Gòn với tiêu đề nóng hổi: Đêm thác loạn chết người. Khuya ngày 15 tháng 12, công an nhận được cuộc gọi từ một số máy bàn. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ run rẩy báo án về cái chết kỳ lạ của một người đàn ông. Theo ghi nhận ban đầu, danh tính nạn nhân là Vũ Văn N, tên được viết tắt, giám đốc của công ty X. Nạn nhân chết trong tư thế bị một chiếc gối đè lên mặt, cơ thể có vô vàn vết cào đến toát cả da thịt ra. Theo lời khai của các nhân chứng là bốn cô gái có mặt tại hiện trường, thì cả bốn cô đều là gái mại dâm, được ông N gọi đến khách sạn này để thực hiện hành vi mua bán dâm trái phép. Khánh đang hoang mang thì chợt điện thoại báo có cuộc gọi đến. Hắn trung trung bắt máy. Em nghe anh. Mày biết tin gì chưa? Thằng Nam chết rồi. Dạ, em vừa thấy tin. Chuyện là sao vậy anh? Nghe nói là dắt một lượt bốn con vào khách sạn, đang hành sự thì tự nhiên la hét ầm trời, cái gì mà cút đi rồi tha mạng cho tôi. Vừa la hét vừa tự cào khắp cơ thể mình. Bốn con kia quản quá lao vô càng nhưng mà không có được, cào nát bấy hết thân người, thì lại lấy gối tự đè vô mặt mình cho tới khi tắt thở đó. Trong bốn con có một con là chỗ xã chung của tao với thằng Nam, nên nó gọi cho tao cầu cứu. Tao chưa kịp tới thì một đứa khác đã gọi báo công an rồi. Khánh lặng người đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao mà một người bình thường có thể tự dùng gối đè lên mặt mình cho đến tắt thở được chứ? Khánh à, tao thấy cái chuyện này có vẻ không ổn. Thằng Nam đó giờ chỉ gái gú, không có đụng đến hàng trắng, cho nên không thể nói là chơi quá liều mà sinh ra ảo giác được.
Vậy thì lạ quá. Em cũng không tin được là chuyện gì đang xảy ra với Nam nữa. Khanh, mày có tin trên đời này có ma hay không? Anh nói vậy là sao? Tao cứ có cảm giác hình như con Thi nó về trả thù đó. Đột nhiên két, rồi rầm một tiếng. Sau tiếng va chạm mạnh đó thì có một tiếng nổ lớn, rồi phía đầu dây bên kia lập tức bị ngắt kết nối. Khánh run rẩy đứng chết chân tại chỗ. Mãi cho đến khi hắn ta cảm nhận có một bàn tay đang lay vai mình mới giật bắn người quay lại. Anh làm cái gì mà đứng từ người ra vậy? Em gọi nãy giờ anh không nghe luôn á. Em lựa đồ xong rồi, anh thanh toán cho em đi. Khánh rút ví, nhét vào tay Hoa cái thẻ, rồi chạy đi mất khúc mà không nói một lời. Mặc cho Hoa ở phía sau gọi đến rát cổ họng. Khánh thẫn thờ trở về nhà sau một ngày dài. Hoa vừa nhìn hắn thì đã rối rít hỏi: anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Người ta gọi trái máy mà không nghe, làm em lo muốn chết à. Khánh ngồi vịt xuống sofa, đưa hai tay lên ôm lấy mặt. Ông Nam chết rồi. Ông Đông cũng vừa bị tai nạn chết chiều nay. Hả? Anh nói cái gì? Cả hai cái chết đều rất là kinh khủng. Một người thì cạo trách toát cả thân thể, một người thì bị tai nạn nổ tung chung với chiếc xe hơi. Bây giờ chỉ còn lại mối thịt bầy nhầy thôi. Trời ơi, anh nghĩ là con Thi nó đang về báo thù từng người một đó. Chẳng mấy chốc rồi sẽ đến ông Thành, ông Nhất, rồi tới anh với em đó. Đột nhiên có tiếng cười khùng khục vang lên bên tai. Khánh ngẩng dậy quay sang nhìn Hoa thì thấy cô ta đang cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che phủ gương mặt, cái đầu lắc lư theo từng đợt cười. Khánh run giọng hỏi: Hoa, em làm sao vậy? Không phải là anh nghĩ tôi đâu, mà sự thật là như vậy đó anh Khánh. Khánh bất giác rùng mình. Hoa ngồi bên cạnh anh mà giọng của cô cứ như vang vang từ cõi âm ti vọng về. Rồi hắn khẽ giật mình, chợt nhận ra cái gì đó. Đây không phải là giọng Hoa mà là giọng của Thi. Khánh cứng đờ nhìn người con gái trước mặt. Cô ta vừa cất lên những tràng cười đầy ma mị, vừa lắc lắc cái đầu, rồi ngẩng cao lên đối diện với mặt Khánh. Phía dưới lớp tóc kia là một khuôn mặt máu me be bét, với cặp mắt trắng giả trợn ngược lên, cái miệng cười ngoác trọng đến tận mang tai. Khánh la hét ầm ĩ, đôi chân mềm nhũn không thể nào đứng dậy chạy nổi, cho nên cứ ngồi đó với tay cầm được chiếc gối tựa lưng mà đánh bầm bập về phía con ma kia. Trời ơi anh Khánh, anh làm gì vậy? Dừng lại coi. Không dừng lại được cơn hoảng loạn của Khánh, Hoa giật phăng cái gối rồi tát cho hắn một cái thật đau. Khánh lấy lại bình tĩnh, từ từ hé mắt thì thấy Hoa đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Có tôi làm điên làm khùng hay không? Anh thấy mọi chuyện chưa đủ rối hay sao? Hoa, là em sao? Không em thì là ai? Anh bị cái gì mà la ầm lên gì? Anh mới thấy con Thi đó. Thật đó, anh mới thấy nó thật mà. Gương mặt nó đáng sợ lắm, nó còn cười với anh nữa. Khánh tưởng Hoa sẽ không tin mình nên đang định giải thích tiếp thì Hoa đã lên tiếng. Đó, bây giờ anh tin em chưa? Hôm bữa em thấy nó thò hai cái tay lên định bóp chết em, mà anh cứ nói một nói hai là em mơ ngủ. Anh tin rồi, anh sợ lắm rồi. Nó về trả thù đó, nó sẽ giết cả anh và em đó. Hoa trầm mặt một hồi, cô ta hướng về phía sàn nhà sau bếp rồi nghiến răng nói: mai anh với em phải đi tìm thầy trấn hồn nó lại, không thể để hồn ma nó hoành hành như vậy được. Lúc còn sống nó còn không làm gì được mình, lúc chết thì đừng hòng.
cứng miệng là như thế. Nhưng Hoa đâu có biết được rằng cô ta làm gì có cái cơ hội được gọi là ngày mai đó. Lúc cô ta đang ngủ mê man thì chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô ta mở mắt ra thì thấy một bóng đen đang đứng lù lù ở phía chân giường. À, anh Khánh hả? Sao ngủ đi mà đứng đó? Không thấy người kia trả lời, rồi đột nhiên sống lưng cô lạnh toát, bao nhiêu da gà da vịt nổi hết cả lên. Thấy bóng người đứng yên bất động, Hoa mới lấy hết can đảm ngồi dậy, với tay bật công tắc đèn. Ánh đèn sáng choang làm cho Hoa chói mắt, nên chỉ mở hé nhìn về phía người kia. Rồi cô thở phào vì nhận ra không ai khác chính là Khánh. Trời ơi, đêm hôm anh đứng đó làm cái gì mà em kêu hoài anh không trả lời vậy? Làm em sợ muốn chết đi được à? Em tưởng ma không đó. Khánh vẫn đứng yên không nói gì. Hoa thấy Khánh lúc này lạ lắm. Tuy bề ngoài vẫn là nhân dạng của Khánh, nhưng mà ánh mắt nhìn cô lại chất chứa muôn vạn hận thù. Hoa nhìn Khánh từ trên xuống dưới. Ánh mắt cô ta dừng lại ở ngay phía tay phải của Khánh, nơi bàn tay của hắn ta đang siết chặt một con dao phai sáng bóng. Anh làm sao vậy? Bỏ con dao xuống đi anh. Mình từ từ nói chuyện có được không? Hoa run run, lần mò từng chút một để bước xuống giường. Mày muốn ngày mai kêu thầy đến trấn hồn tao sao? Hoa giật mình khi cái giọng phát ra từ miệng Khánh lại là giọng của một người con gái. Nói cho chính xác thì đó là giọng của Thi. Vậy là Thi về trả thù thật rồi. Chỉ tiếc là mày không bao giờ được nhìn thấy ngày mai nữa. Tiếp theo sau những lời nói âm u vang vọng đó là một tràng cười ghê rợn. Hoa lấy hết sức bình sinh, vừa la hét vừa vụt chạy về phía cửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Cô ta bị Khánh lúc này đã bị linh hồn của Thi nhập vào, túm lấy cổ chân. Hoa cố vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được. Khánh dùng con dao mới tinh ấy cứa mạnh vài đường cắt hết gân chân của Hoa, khiến cho cô ta đau đớn la hét vang trời. Hoa lúc này đến bò cũng khó khăn. Cô ta chỉ còn biết dùng 10 đầu ngón tay bấu mạnh xuống sàn nhà để kéo cái thân thể cùng với đôi chân lạc lìa đến bật hết cả móng, máu chảy ra đầm đìa. Xem mày đáng thương chưa? Nếu mà không có hai cái chân kia, chắc là mày bò nhanh hơn được một chút đó. Không, đừng mà. Làm ơn, tôi xin cô mà. Khánh cười gằn lên khoái trá, rồi vung mạnh con dao chặt xuống. Nhưng Hoa là con người, chứ nào phải gà vịt mà chặt một phát có thể đứt lìa ngay. Khánh phải dùng hết sức, chặt một lúc lâu thì mới được. Hành hạ giày vò Hoa trong đau đớn như cực hình. Hai chân đứt lìa, mất quá nhiều máu, khiến cho Hoa không chết nhưng cũng rơi vào mê sản. Miệng cô ta cứ lẩm nhẩm xin tha mạng. Khánh đứng nhìn Hoa bây giờ chỉ còn phần thân và đầu cùng với hai cánh tay. Người cô ta đang giật giật lên từng hồi, máu cứ ồ ạt chảy ra. Khánh bật cười, đưa lưỡi liếm những dòng máu nóng tanh hôi đen ngòm trên lưỡi dao, rồi dùng hết sức nhằm vào cổ của Hoa mà chặt xuống. Khánh giật mình thức dậy, nhưng hắn chẳng buồn mở mắt. Những chuyện mấy ngày qua làm cho hắn quá mệt mỏi rồi. Hắn cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nghe xung quanh yên tĩnh như vậy thì chắc là trời vẫn chưa sáng. Khánh quay sang bên cạnh ôm lấy Hoa thì vội rụt tay lại, vì cảm thấy cơ thể của Hoa hôm nay vừa lạnh lại còn dính sền sệt vào tay hắn cái gì đó. Chưa kịp định thần thì một mùi tanh tưởi đến lộn giọng xộc vào mũi, khiến cho hắn phải ngồi bật dậy. Khánh bước xuống giường định với tay bật đèn thì dẫm phải thứ gì đó như nước ở dưới sàn nhà, làm cho hắn trượt chân suýt té ngã. Khi đèn sáng lên,
một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt Khánh. Hắn ngã quỵ, bò lùi về phía sau. Thứ nước trơn trượt đó chính là máu. Một vũng máu to chảy lên láng khắp sàn nhà, cùng với đôi chân đứt lìa của Hoa đang nằm chỏng chơ trên đó. Từng hành động của Khánh lúc này như được tua chậm. Hắn quay khẽ sang phía giường, thì như rụng rời hết chân tay khi nhận ra thứ mà hắn vừa ôm khi nãy chỉ là một cái thân không chân, không đầu, đầm đìa máu tươi. Khánh chưa hết kinh hãi thì cánh cửa phòng đã từ từ mở ra. Tiếng có két của bản lề làm cho người nghe không khỏi nổi da gà. Khánh nuốt nước bọt ực một cái, mắt chầm chầm nhìn về phía trần nhà. Thì đang ở đó, cô bám tay chân dính vào trần nhà, đầu ngước xuống nhìn Khánh chầm chầm. Miệng thì hả ra cười lên sằng sặc. Máu me từ đó chảy xuống tòng tổng. Cô như một con thằn lằn bò về phía Khánh, rồi thả người rơi bợp xuống trước mặt hắn ta. Mày là thằng khốn nạn, từ trước đến nay đều lừa gạt tao. Tao yêu mày nên mới tin mày, vậy mà mày lợi dụng tình yêu và lòng tin đó đem tao ra làm trò đùa, mua vui cho lũ khốn đó. Mày để tụi nó giết tao, hại chết con tao. Sao mày ác vậy Khánh? Nó cũng là máu mủ của mày mà. Mày có thể không yêu tao, nhưng tại sao đến con mày cũng nỡ hại chết nó vậy? Thì à, anh xin em, làm ơn tha cho anh đi. Anh biết lỗi của mình rồi, anh sai rồi em ơi. Em tha mạng cho anh có được hay không? Mày muốn tao tha cho mày sao? Vậy cái lúc mày dụ tao tới khách sạn cho lũ khốn kia làm nhục, mày đã từng nghĩ sẽ tha cho tao hay chưa? Lúc mày cùng với con ả đó chặt xác tao rồi đem chôn xuống sàn nhà lạnh lẽo này, chúng mày có từng nghĩ sẽ tha cho cơ thể của tao hay không? Lúc hai đứa mày bàn với nhau tìm thầy về trấn hồn tao, có nghĩ rằng sẽ tha cho linh hồn của tao hay không? Tất cả là tại cô ta thôi. Là cô ta xúi giục anh đó. Là cô ta cho anh ăn bù mê thuốc lú, anh mới nghe theo lời. Anh yêu em mà thì anh xin lỗi mà. Anh hứa sẽ mang xác em lên chôn cất đàng hoàng tử tế. Anh hứa từ nay về sau sẽ ăn chay niệm Phật, hồi hướng cho linh hồn của em mà thi. Câm miệng. Nếu muốn chuộc lỗi thì xuống địa ngục mà chịu phạt đi. Sáng hôm sau, người dân khu chung cư cũ phát hiện ra nhiều mảnh thi thể rơi rớt quanh sân tập thể, liền báo cho công an. Cơ quan chức năng đến điều tra, tuy đã gom đủ các bộ phận để chuẩn bị mang về khám nghiệm, nhưng tìm mãi không thấy cái phần đầu đâu, do đó chưa thể xác minh được danh tính nạn nhân ngay. Ba hôm sau, người dân của chung cư lại một lần nữa xôn xao, tập trung đông nghẹt trước căn nhà số 104. Chuyện là các căn hộ ở tầng 1 mấy ngày qua đều ngửi thấy mùi hôi thối. Cái mùi kinh khủng đó bốc lên ngày một nồng nặc, khiến cho họ phải tập trung đi tìm. Rồi phát hiện ra nó bốc lên từ căn hộ 104, mới vội vàng báo cho công an. Các chiến sĩ công an nhận được tin báo liền có mặt ngay lập tức để xác minh. Và đó có lẽ là cảnh tượng hãi hùng nhất trong cuộc đời của họ. Nhiều mảnh thi thể nữ giới được tìm thấy trong phòng ngủ, với máu chảy khắp nơi, đã đông cứng lại thành một mảng to. Và hơn hết là người ta phát hiện ra một thi thể nữ khác dính đầy bùn đất, đã bị phân hủy nặng, không xác nhận được danh tính. Đáng sợ hơn là xác của cô cũng bị phân thành từng mảnh,
tuy nhiên đã được ai đó sắp xếp các bộ phận lại ngăn nắp, thành hình một cơ thể người hoàn chỉnh, nằm ngay ngắn trong căn bếp nhỏ. Cơ quan chức năng vừa phá được một vụ án gây chấn động cả nước. Ngày 17 tháng 12, người dân khu chung cư B phát hiện nhiều mảnh thi thể nam giới. Sau khi điều tra xác minh, thì nạn nhân tên là Lâm Văn Khánh, sống tại căn 104 khu chung cư B. Tại khu chung cư này, cơ quan chức năng cũng phát hiện hai thi thể nữ cũng bị phân xác. Hai nạn nhân lần lượt là Nguyễn Kim Hoa và Nguyễn Thanh Thi. Được biết cả hai nạn nhân đều có mối quan hệ tình cảm với Khánh. Theo bức thư do Khánh để lại, anh ta đã thú nhận về hành vi lừa cô Thi vào khách sạn để bán dâm cho bốn người đàn ông là Vũ Văn Nam, Phạm Đình Thanh, Lê Thế Đông, Lê Văn Nhất. Tuy nhiên ông Nam và ông Đông đều đã tử vong trước đó, còn ông Thanh và ông Nhất hiện tại đang bị tạm giam để điều tra. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ. Kim gặp tờ báo lại, nước mắt chực trào, thương cho cô bạn thân vắng số. Kim không thể nào ngờ được Thi lại có một cái kết cục đau đớn đến nhường này. Những kẻ hãm hại Thi đều đã phải trả cái giá đắt và xứng đáng cho tội ác mà chúng gây ra. Cô chỉ mong rằng từ nay Thi đã có thể yên nghỉ, sớm đầu thai một kiếp khác hạnh phúc hơn. Bất chợt điện thoại của Kim reo vang, là Toàn chồng cô. Em nghe nè anh, hôm nay chắc em sẽ về trễ đó. Anh với Thanh ăn cơm trước đi, đừng có đợi em nha. Trời đang nắng, đột nhiên sét đánh trầm một tiếng, khiến cho Kim giật mình nhìn ra cửa. Gió không biết từ đâu thổi đến, rồi mây đen kéo mù mịt cả một góc trời. Kim ngẩn người, tim đột nhiên hẫn một nhịp. Cô đâu biết được rằng cuộc sống sắp tới của cô có lẽ cũng như bầu trời kia, tối tăm và mù mịt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác nghiệp phanh thây, một sáng tác của một cây viết mới, An Nguyên. Truyện này sẽ có phần thứ hai đó. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Với cái đoạn kết về một cái cuộc sống, một cái tương lai phía sắp tới của nhân vật Kim, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có phần thứ hai sớm thôi. Xin chào quý thính giả. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.